Hôm nay Tuyết Hương rất vui được đồng hành với quý khách hàng trong chuyên mục Đâu là đúng, đâu là tốt của kênh YouTube Đồng hồ Hải Triều kỳ này. Như mọi người đã biết, khác với những phiên bản đồng hồ pin thông thường, đồng hồ tự động hay đồng hồ năng lượng ánh sáng đều là những cỗ máy chạy bằng nguồn năng lượng đặc biệt. Người dùng chỉ cần đeo trên tay, thực hiện một số yêu cầu đơn giản là chúng có thể chạy và không cần thay pin, cũng như có tính năng bảo vệ môi trường rất là tốt. Vậy thì giữa việc lựa chọn đồng hồ tự động hay đồng hồ năng lượng ánh sáng, đâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất và đúng nhất dành cho khách hàng? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về đồng hồ tự động. Hàng trăm năm nay, đẳng cấp của đồng hồ tự động chưa bao giờ bị dao động bởi vì sự phức tạp của máy móc cơ khí luôn luôn huyền diệu. Đồng hồ tự động được cấu tạo từ những bộ phận cơ khí khiến cho tuổi thọ của đồng hồ tự động là không có giới hạn nếu được bảo dưỡng tốt. Tuổi thọ lâu dài hàng trăm năm của các loại đồng hồ cơ nói chung đã được kiểm chứng bởi thời gian và không cần phải bàn cãi. Để đồng hồ tự động chạy, bạn cần đeo mỗi ngày từ 8 tiếng trở lên. Các sản phẩm đồng hồ tự động cao cấp có thể lên dây thủ công bằng cách vặn núm theo chiều kim đồng hồ khoảng 15 đến 20 vòng mỗi ngày. Đây là con số chung, số vòng vặn thực tế có thể thay đổi tùy theo loại máy. Nếu đầy năng lượng có thể chạy thông thường khoảng 40 tiếng. Còn đối với đồng hồ năng lượng ánh sáng thì sao? Đồng hồ năng lượng ánh sáng là dòng đồng hồ hoạt động nhờ vào năng lượng được chuyển hóa từ ánh sáng của bất cứ nguồn sáng nào. Đồng hồ sử dụng các panel cực nhạy trên mặt số hấp thụ năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành điện năng và một thiết bị sạc pin. Để đồng hồ năng lượng ánh sáng chạy, bạn cần đeo sao cho mặt đồng hồ tiếp xúc ánh sáng sạc khoảng 15 phút đến 3 tiếng mỗi ngày tùy theo cường độ ánh sáng. Đồng hồ năng lượng ánh sáng hầu hết nằm trong phạm vi từ 5 đến 40 triệu và đến từ một trong ba ông lớn Nhật Bản gồm Citizen, Ecoride, Seiko Solar. Số ít đến từ Thụy Sĩ như T-Shirt, T-Talk, Expert Solar với giá khoảng trên 10 triệu. Vậy thì việc lựa chọn giữa đồng hồ tự động và đồng hồ năng lượng ánh sáng, đâu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho phái mạnh? Nhìn chung, những ai thích sự cổ điển, truyền thống, tín đồ của chuyển động cơ học nhuần nhuyễn, chơi đồng hồ sẽ có xu hướng lựa chọn đồng hồ tự động. Đối lập, người có lối sống hiện đại thích công nghệ tối tân, yêu cầu cuộc sống hoàn mỹ sẽ thích đồng hồ năng lượng ánh sáng bởi nó trung hòa giữa đẳng cấp và tính năng. Ngoài ra, với một người đàn ông trên 30 tuổi thì nên lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ cơ vì không chỉ thể hiện đẳng cấp và có tuổi thọ hàng chục năm. Còn với những người đàn ông dưới 30 tuổi thì một chiếc đồng hồ năng lượng ánh sáng chính xác đa năng sẽ phục vụ cho nhu cầu của những hoạt động trẻ trung. Tuyết Hương vừa chia sẻ thì việc lựa chọn giữa đồng hồ tự động hay đồng hồ năng lượng ánh sáng sẽ còn tùy thuộc vào sở thích và độ tuổi của người sử dụng. Nhưng dù lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, sản phẩm mà các bạn đã chọn sẽ đều cực kỳ thú vị và được đánh giá cao bởi cộng đồng đam mê đồng hồ. Vậy thì còn ngần ngại gì nữa? Hãy chọn ngay cho mình một mẫu đồng hồ và comment bên dưới nhé. Và đừng quên subscribe cho kênh YouTube Đồng hồ Hải Triều để nhận thông tin khi có những clip tiếp theo. Và bây giờ, Tuyết Hương xin chào và hẹn gặp lại. Cùng nhau ra hải triều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu khắp nơi như là đang đón mình. Sản phẩm chính hãng sẽ giúp các anh phong độ thêm sáng.